Chiếc xe này em cam kết cho anh chị và các bạn là zin 100% từ máy móc cho tới nước sơn luôn. Nước sơn là nó còn tầm khoảng tới 80% nước sơn zin. À ha, chỉ sơn vài món chỗ chày nhẹ thôi. Cục máy em nói anh chị nha, ốc tán nó còn phải nói là gọi là trong giới mua bán xe của tụi em gọi là ốc tán 7 màu á. Để em quay cho anh chị xem nha. Hi, chào tất cả mọi người, em là Phương đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay để đáp ứng mọi nhu cầu của anh chị và các bạn, xe nhỏ có, xe nhập có, xe cao cấp có, thì bây giờ là cái xe phổ thông và cái xe thương mại. Đây là cái dòng xe 7 chỗ số sàn dành cho gia đình. Cái xe gì để em cho anh chị và các bạn xem. Đó là Toyota Innova E bản 2.0. Thì chỉ được sản xuất tại Việt Nam chứ không phải nhập khẩu nha anh chị, lắp ráp tại Việt Nam năm 2017 và đăng ký lần đầu tiên tại Sài Gòn và một chủ duy nhất thôi, mua mới luôn, chưa hề sang tên cho ai bao giờ cả, là năm 2017 luôn. Rất là ít đi, thì cái chủ xe của chiếc xe này rất là kỹ tính nha anh chị. Người ta kỹ tới nỗi mà khi mà mua xe mới trong hãng đó, cái bộ nỉ mà bộ ghế nỉ á, người ta tháo ra, người ta bọc một bộ da cao cấp vào bên trong, thì do đó cái bộ nỉ ở trong người ta cất lại, nó còn mới dữ lắm. Anh chị mua về, anh chị muốn cho nó về zin như nhà sản xuất thì nó như là xe thùng luôn, mới tinh. Ba chìa khóa đủ rồi, nói chung là các cái từ khi mà vô hãng mua như thế nào thì hiện tại bây giờ chiếc xe này nó còn y như vậy luôn đó. Và order rất là thấp, em cam kết cho anh chị luôn, kiểm tra test các kiểu là order là nó đi là được tới 89.000 cây số, bao test hãng luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ cho anh chị xem từng chi tiết ở bên ngoài chiếc xe này trước nha. Toàn bộ cái hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe này còn rất là mới và sáng trong luôn á anh chị. Anh chị nhìn nè, để em cho camera quay cận cảnh cho anh chị xem. Rất là mới ha, cực kỳ là sáng bóng luôn á, đẹp dữ lắm luôn. Thì buổi tối mở lên đèn nó sáng dữ lắm nha anh chị. Ở dưới cản cũng có đèn nữa nè, đèn cũng còn rất là trong và sáng luôn. Đó, rất đẹp ha. Đây cái logo của Toyota nè, to bản và bự, dễ sợ bự chưa. Đó, rồi thì chiếc xe em bán là biển số Sài Gòn chính chủ. Anh chị mà mua một chiếc xe bên em sẽ được em hỗ trợ ký giấy, rút hồ sơ nhanh để anh chị tiện việc sang tên đổi chủ nha. Rồi đi qua bên đây thì cái kiến chiếu hậu này đó là kiến chỉnh điện, ở bên trong chỉnh điện luôn nha anh chị. Ở trên đây nè, nó có một cái dải đèn xi nhan này trên gương luôn nè, đó rất là trong và sáng luôn nha, đẹp lắm luôn. Đăng kiểm thì em vừa cho đi đăng kiểm, còn tới tháng 4 năm 2023 thì anh chị mua về sử dụng thôi, không cần phải đi đăng kiểm nữa. Rồi về bánh mâm, đây là bánh mâm đúc zin chính hãng của Toyota luôn nha anh chị, còn đẹp ghê chưa. Thì bốn cái vỏ xe nó còn 70-80%, mua về đi thôi cũng không cần phải thay thế. Bánh mâm của nó là R16 nha anh chị. Đó, rồi rất là chi tiết cụ thể. Cái hệ thống treo của chiếc xe này là phuộc lò xo nha. Rồi bây giờ đi xuống phía sau, Toyota Innova 2.0 E nha anh chị. Đây 2.0 E, số sàn 5 cấp độ. Rồi thì cảm biến nè, phía sau cũng có cảm biến nữa nè, cảm biến chấm qua chạm anh. Rồi thì cặp đèn sau nè anh chị nhìn nè, nó cũng sáng, rất là sáng luôn. Camera quay cận cảnh cho anh chị xem là sáng và đẹp. Rồi cái cốp sau đó là nhấn nút bằng điện nè, nhấn ở đây nè, đó cái cốp nó bung lên ha. Rồi ở phía trong nó rất là rộng rãi anh chị xem nè, nó là 7 chỗ. Thì Innova nó thiết kế hai cái ghế này có thể treo lên giày để cho chỗ này nó rộng rãi hơn, anh chị để rất là nhiều. Ví dụ như là đi chơi anh chị có thể để được chắc cũng phải 4-5 cái vali bự á. Đây nè, cái gối đầu nè, zin của cái phần ghế sau nè, đầy đủ hết. Thì đây là bộ ghế nỉ và bộ thảm nè, bộ thảm lót zin của Innova nè, cũng còn mới tinh nè. Anh chủ xe kỹ ghê không, chưa có hề sử dụng luôn. Đó, rồi bây giờ mình đi lên cái hầm máy nha anh. Chiếc xe này em cam kết cho anh chị và các bạn là zin 100% từ máy móc cho tới nước sơn luôn. Nước sơn là nó còn tầm khoảng tới 80% nước sơn zin. Chỉ sơn vài món chỗ chày nhẹ thôi. Cục máy em nói anh chị nha, ốc tán nó còn phải nói là gọi là trong giới mua bán xe của tụi em gọi là ốc tán 7 màu á. Để em quay cho anh chị xem nha. Đây. Rồi nhờ bạn cameraman quay vô nè, quay ngay chỗ những con ốc nè trong hầm máy nè. Rất là mới và đẹp nha anh chị. Em cam kết cho anh chị là xe này zin 100% luôn và đúng đồng hồ km đã đi. Thì bao test hãng luôn nha anh chị và các bạn. Rồi bây giờ em sẽ đến cái phần thử khả năng vận hành xem chiếc xe này nó có còn tốt hay là không. Ở bên ngoài của chiếc xe này nó đẹp, thì ở bên trong cũng còn cực kỳ là đẹp luôn.
Đó em nói anh chị nha, chủ xe này kỹ tính lắm luôn anh chị, nhìn nè nội thất nè, nó đẹp dễ sợ đẹp chưa, rất là đẹp luôn á. Tính năng hiện đại nhiều lắm, cách âm tốt nè, chạy mượt mà nè, nhẹ nhàng nè, máy lạnh em nói anh chị nha, lạnh cực kỳ là lạnh luôn á. Đó thì em quay rất là cụ thể chi tiết ở bên ngoài và phần nội khả năng vận hành. Thì bây giờ đến cái phần mà chi tiết nội thất bên trong và công năng sử dụng của chiếc xe này nó gồm có cái gì, anh chị đi theo em nha. Đi vào bên trong anh chị nhìn cái phần nội thất nè, anh chị cảm nhận được cái xe nó mới như thế nào. Anh chị nhìn nè, Toyota nè, kiến zin nè, để mở ra bên đây đi nè, kiến zin 100% luôn nha. Thì đây là cái phần nỉ zin chính hãng từ nhà sản xuất. Đây nó chỉ bị cũ theo năm tháng chỗ này thôi ha anh chị ha. Đó nhưng mà đây nó cũng còn rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Thì cái phần ở trên anh chị nhìn nè, đó túp bi cửa nè, em lia từ từ cho anh chị và các bạn xem nha, rất là mới. Rồi thì bốn kính đây, bốn kính chỉnh điện và kính tài xế là kính ưu tu là tự động. Kính chỉnh điện nè là cái lỗ tai đó, chỉnh điện đây nha anh chị. Rồi thì bộ ghế anh chị được bọc da cao cấp màu nâu luôn, rất là đẹp và sáng. Đây nè, còn đẹp dễ sợ đẹp chưa, chưa hề bung một con nào bên trong. Em cho anh chị và các bạn xem cái bên trong. Thì xe này túi khí cũng nhiều lắm, đây cũng có cái túi khí này nè. Đó, chủ xe trang bị thêm một cái tẩm lót này lông nè, rất là đẹp ha. Rồi ở trên vô lăng cũng có túi khí nữa nè anh chị nhìn nè, đó túi khí và nắp càng đây, và rất là hiện đại nha, quá trời luôn nè. Đây nè, điều chỉnh âm lượng nè, rồi cuộc gọi Bluetooth nè, đó logo còn đẹp ghê chưa, rất là sáng và bóng luôn, rất là mới nha, chủ xe đi kỹ lắm. Đây đồng hồ nè, 89.633 cây số, hiển thị nhiệt độ luôn nè, 26 độ C kìa, thấy không, máy em đang nổ nè, đứng kim luôn kìa, chứng tỏ chiếc xe này đang máy hoạt động đang rất là tốt nha, cực kỳ là êm ái luôn á. Rồi thì bên đây một cái màn hình LCD full tính năng FM, xem phim nghe nhạc đầy đủ hết, âm thanh cũng nghe chuẩn lắm luôn nha anh chị và các bạn. Trên đây có một cái đồng hồ giờ nè, đó. Rồi máy lạnh hai dàn lạnh nha. Rồi đây nút máy lạnh nè, nó có thêm một cái tính năng nữa là tính năng tiết kiệm xăng. Đây eco nè. À, anh chị nào muốn tiết kiệm xăng thì chỉnh vô chế độ này chạy ha. Rồi để coi còn tính năng gì nữa. À đây, cảm biến nè, đó cảm biến chống va chạm ha anh chị và các bạn. Rồi thì cái phần tắp lô anh chị nhìn nè, nó còn rất là mới và đẹp nha. Đó nè, tắp bi cửa bên đây nè, đó nó mới ghê chưa. Em đi từ từ để anh chị và các bạn cảm nhận nha. Đây bộ ghế Innova da cao cấp nha. Rồi thì đây, số sàn 1, 2, 3, 4, 5, EG là da. Đó, nó cũng còn rất là mới và đẹp ha anh chị. Đó, nè. Đó, em quay rất là cụ thể nha. Đây là để cái chai nước suối đây nè. Rồi, thì chỗ này cũng có cái hộc nữa nè. Đó. Đây nè, đó, hộc nè. Catalo nè. Nè, catalo nè. Đó, sổ bảo dưỡng định kỳ nè. Sách hướng dẫn nè. Đầy đủ luôn nha anh chị và các bạn. Rồi để em lia một vòng lần nữa phía trên và em sẽ đi xuống phía dưới cho anh chị và các bạn xem. Đây, à ở trên trần anh chị nhìn nè, được chủ xe bọc ni lông luôn nè, rất là kỹ ha, sạch sẽ lắm luôn, mở ra là như mới trong thùng luôn ấy. Rồi em đi từ từ cho anh chị xem nha. Đó, em quay rất là cụ thể và chi tiết rồi đó. Vô lăng nè, thấy chưa. Rồi thôi chúng ta đi xuống phía sau nha. 7 chỗ nên nó to, nó bự dữ lắm. Nè đi vào phía trong nè. Đây. Nè chốt cửa nè còn đẹp ghê chưa. Rồi anh chị đi vào phía trong nha. Em ngồi cho anh chị xem nè. Rất là rộng rãi và thoải mái luôn nè. Nó dư một khúc luôn. Trời ơi dư một khoảng không luôn á. Thì ở phía sau nó cũng có dàn lạnh nữa nè anh chị và các bạn. Đó. Rồi đây em lia nè bên đây cho anh chị và các bạn xem nè. Đó, rất là đẹp ha. Rồi đây túp bi cửa là nỉ zin luôn kìa. Đó, rồi thì mình nhìn từ phía dưới nhìn lên nè, xe nó to nó bự ghê không.
rất là hiện đại luôn nha, đẹp ghê không? Đúng là cái mẫu của Innova mới này, nó là hàng thương mại nhưng mà nó thiết kế rất là đẹp luôn á. Anh chị thấy không? Đó. Rồi. Thì cũng đâu có gì đâu, đây là xe thương mại mà tính năng không có nhiều ha anh chị ha. Ở phía sau này nó có một cái cổng này, sạc 12V nè. Đó, 120W. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nha, rất là chi tiết rồi đó. Anh chị và các bạn đã xem từng chi tiết ở bên ngoài cũng như phần nội thất bên trong, khả năng vận hành của chiếc xe. Thì chiếc xe em cần bán là Toyota Innova E 2.0, số sàn 5 cấp độ. Chiếc xe được sản xuất là năm 2017 và đăng ký lần đầu tiên tại Sài Gòn một chủ, một mua mới là năm 2017 luôn. Và order đi chính xác là 89.000 cây số. Em bao test hãng các kiểu và bao cho anh chị thử test từ A, B, C, D gì đó, test các kiểu luôn, đúng như vậy nha. Nước sơn zin thì còn tầm khoảng 70-80%. Zin 100%, không cứng đụng, không ngập nước. Bốn bánh xe thì nó còn tầm khoảng được tới 70%, mua về sử dụng thôi, đăng kiểm còn dài luôn. Rồi, thì chiếc xe này em cần bán với cái giá là 485 triệu. Thì anh chị cần mua thì liên hệ trực tiếp cho em. Số điện thoại của em là 0937257234. Em tên Phương, số Zalo luôn nha anh chị. Thì chào tạm biệt anh chị, hẹn gặp lại anh chị vào những clip sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phương. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.